Hello, xin chào quý chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô đã qua sử dụng. Hôm nay sẽ quay cho anh chị xem một chiếc xe Mazda 3, một phân khúc hạng C, máy 1.5 bản sedan đời 2017, mới đi được 26.000 cây thôi. Xe mang biển Sài Gòn, nước sơn màu trắng. Đây là mẫu phân khúc hạng C nha anh chị, đi rất là sang chảnh luôn. Đó, xe này phải nói là đi 26.000 cây giữ khá là kỹ luôn á chị. Xe này bên em đang chào bán là 528 triệu, xe mang biển Sài Gòn. Anh chị nào ở Sài Gòn sẽ không mất 20 triệu tiền biển số, rất là tiết kiệm luôn ha. Một mẫu sedan phân khúc hạng C, xe đều được so sánh cùng với Hyundai Elantra này, hoặc là Honda Civic, hoặc là Kia Cerato. Đó, Mazda 3 với mặt ca lăng to bản ha, theo thiết kế Kodo của Nhật Bản và những cái thanh mạ chrome ở đây, giúp cho chiếc xe nó sáng hẳn lên, rất là đẹp ha. Mẫu thiết kế trẻ trung năng động, sang trọng, Mazda 3 nha anh chị. Đèn thì đèn bi halogen, đèn bi halogen nè. Ở dưới là đèn gầm cũng là halogen luôn. Một thiết kế rất là trẻ trung. Bốn mâm thì mâm đúc hợp kim sơn màu bạc ha. Bốn mâm hầu như không có bị chạy xước gì hết á. Bốn mâm không có bị chạy xước cái gì. Bốn vỏ zin trên xe, Bridgestone còn rất là dày, đi 26.000 cây. Phanh trước phanh sau là phanh đĩa nha anh chị. Đó, bốn vỏ còn rất là mới. Đó, tổng thể xe thì nước sơn màu đẹp, còn nước sơn màu trắng còn khá là đẹp. Đó, cửa nè, ốp. Xe thì đăng kiểm còn tới tháng 11/2021 nha, anh chị yên tâm mà đi. Xe một phân khúc hạng C, có mở khóa thông minh ở đây. Tay nắm cửa được sơn cùng màu với xe đời 2017, cũng như là ốp da ở đây, ốp da theo chỉ đỏ ha. Đó, sơn mạ đen bóng nè, rất là đẹp luôn quý vị. Một phân khúc hạng C phải nói là sang chảnh, thanh lịch. Một mẫu xe dành cho gia đình, phân khúc hạng C sang trọng. Ở ghế già cao cấp màu đen nè, có lỗ thụt gió luôn nè quý vị. Còn mới tinh nè. Ở thiêu chỉ đỏ luôn nè, rất là cách nhìn rất là ấn tượng luôn ha. Ở Mazda 3, một phân khúc hạng C, trang bị rất là nhiều công nghệ luôn. 4 túi khí, phanh ABS, cân bằng điện tử chống trơn trượt. Ở hàng ghế sau rộng rãi. Ở hàng ghế sau rộng rãi ha, 3 gói tựa đầu nè. Ba gói tựa đầu ở đây, cũng như là bảy tì tai để cốc ly, đầy đủ quá tiện nghi luôn. Cũng như chặn xe còn mới tinh nè, cửa sổ trời nữa nè. Cửa sổ trời giúp cho chiếc xe mình thoáng đãng, sang trọng hơn, đẹp hơn, sáng hơn. Đó, ghế còn rất là đẹp luôn, da còn căng bóng lắm. À, quý vị thấy không? Đó, cửa đóng rất là im, rất là chắc. Bốn mâm hầu như không có bị chạy xước nhiều quý vị. Bốn vỏ zin theo xe ha. Đèn nè, đèn còn mới tinh nè. Ở phía dưới thấy không, đèn còn mới tinh nè. Phía sau có trang bị cam lùi nè anh chị. Đó, cam lùi đây, camera lùi. Đó, camera lùi tích hợp sẵn theo xe luôn, cũng như cánh lướt gió nè, giúp cho chiếc xe nó mang phong cách trẻ trung, sang trọng, rất là đẹp. Có ốp chống chạy ở đây nữa anh chị. Xe mang biển Sài Gòn ha, 32087. Ở cốp sau quá rộng luôn, rộng rãi, rất là thoải mái mình để đồ ha, đi du lịch hay đi chơi ạ. Đó, trong tình hình dịch bệnh này thì chúng ta phải có một, nên sở hữu nghiêng một chiếc xe để mình đi an toàn hơn cho gia đình mình. Đó, bánh sơ cua cũng như là đồ nghề đầy đủ luôn nè anh chị, đầy đủ theo xe ha. Xe thì keo chỉ còn zin hết. Đó, xe này thì bên em luôn cam kết 100% xe bán ra, bên em cam kết bằng biên bản cho quý vị, cho anh chị luôn. Động cơ số chưa từng đầy tu, khung gầm nguyên bản, không bơ loại thiết kế, giấy tờ pháp lý rõ ràng, hỗ trợ sang tên đầy đủ cho quý vị. Đó, anh chị yên tâm ha. Đó, 4 mâm hầu như không bị chạy xước quý vị. 4 vỏ theo xe, 528 triệu, chỉ cần chuẩn bị tầm khoảng 200-220 là sở hữu được chiếc xe này rồi ha. Đó, ngân hàng hỗ trợ tối đa 70% giá trị xe luôn. Đó, keo nè, keo chỗ này chưa lột nữa quý vị. Đó, chưa lột keo luôn ha. Đó, ốp da thiêu chỉ đỏ nè. Cân bằng chống chân trượt ở đây, i-stop, và trên vô lăng tích hợp lẫy chữ số nè, lẫy chữ số mang phong cách thể thao ha. Đó, vô lăng thì bọc da ba trấu mang phong cách thể thao nè. Mà này là ốp inox, da còn mới tinh nè, nó không có bị mòn bị chóc gì hết quý vị. Đó, vô lăng còn mới tinh nè, logo nè anh chị thấy không, không có bị mòn ha. Đó, đi 26.000 cây còn rất là mới luôn. Đề nổ start up cũng như là hệ thống
điều hòa tự động, màn hình cảm ứng tích hợp cam lùi đầy đủ. Ở ghế da tài xế đây, quý vị thấy không, không có bị nhăn bị trùng ha, còn rất là căng, quá đẹp luôn quý vị. Trang bị 4 túi khí an toàn, âm thanh 6 loa, âm thanh 6 loa, 528 triệu. Rồi, anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho số line bên em nha, 0933 993 122, hoặc đến xem xe trực tiếp tại 46 đường GS4 phường Đông Hòa, Giang Tây Bình Dương, showroom bên em nha, Auto Xuyên Việt. Hoặc sau lưng Bixi với anh bây giờ là siêu thị Go, đây là đường GS4, bạn kế bên là quán Năm Lửa nha quý vị, quán Năm Lửa sau lưng Bixi siêu thị Go á, và cách cù lên xuống tầm khoảng 2 cây số thôi. Đó, Mazda 3 bản sedan, thiết kế rất là trẻ trung, nhìn rất là sang chảnh luôn quý vị. Và đây là khoang máy nè, khoang máy của Mazda 3 ha, máy 1.5 nổ rất là im, nổ tiết kiệm lắm. Xe này đi tầm khoảng 7 đến 8 lít trên 100 cây thôi. À, mọi thứ khô ráo không có xịt sọt ở đâu hết này, khô ráo sạch sẽ luôn quý vị. Đó, máy đang nổ luôn nè, nổ thì thầm luôn. Đây, ốc, áo, tất cả mấy ốc đồ không có dấu tháo mở nha. Động cơ khô ráo sạch sẽ, xe này chỉ dơ bụi bên em vệ sinh sạch sẽ trước khi giao cho anh chị. Miễn phí công chứng, miễn phí thay lọc thay nhớt ha. Miễn phí rút hồ sơ luôn. Đó. 100% xe bên em bán ra luôn, cam kết bằng biên bản cho anh chị luôn, là giấy tờ pháp lý rõ ràng. Động cơ hộp số là chưa từng đẩy tu, khung gầm là nguyên bản không đâm đụng, cam kết bằng biên bản, nếu sai bên em sẽ đền tiền. Đó. Mọi thứ là ok ha, 528 triệu. Rồi, anh chị nào quan tâm liên hệ số online 0933 993 122 nha, cam kết xe đẹp, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại showroom bên em, Auto Xuyên Việt. Rồi, cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video ha. Đừng quên hãy đăng ký kênh ủng hộ bằng cách là bấm vào nút đăng ký hoặc nút subscribe, sau đó mình bấm vào nút chuông để luôn được cập nhật theo dõi mẫu xe mới bên em thường xuyên hơn. Đến đây xin nói là chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả anh chị các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.